Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại. Cám Lợn đây. Chúng ta lại gặp nhau trong video nữa của series SH Tech. Đợt này thì mình đang cố gắng làm nhiều hơn SH Tech, bởi vì đây là những cái nội dung mà anh em quan tâm và anh em yêu cầu kênh làm nhiều hơn. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một nội dung khá là thú vị. Nó rất là nhạy cảm đối với anh em nào mà thường xuyên sử dụng máy ảnh và ống kính máy ảnh, nhưng có lẽ nhiều người không để ý đến, và khi hậu quả xảy ra rồi mới đi tìm hiểu làm thế nào. Thì cái này nó cũng hơi liên quan một chút về cái việc là điện thoại rơi vào nước ấy thì làm thế nào. Nhưng mà hôm nay nó sẽ là chung hơn, tổng thể hơn. Đó là làm sao để bảo quản các thiết bị điện tử khỏi độ ẩm, nhất là ở cái thời tiết của nước Việt Nam. Việt Nam mình thì độ ẩm rất là cao. Khi mà mình nghiên cứu cái nội dung làm video này thì mình thấy là các nước kiểu phương Tây, kiểu Hàn đới, Ôn đới, họ kiểu là độ ẩm loanh quanh là 50%, 60% rất là cao các bạn nhá. Cần phải lưu ý này nọ nhá. Trong khi Việt Nam mình thì độ ẩm 80-90% là điều thường xuyên như cơm bữa. Và độ ẩm là kẻ thù của máy móc và thiết bị điện tử. Tại sao và làm như thế nào để bảo vệ chúng? Chúng ta sẽ nhau tìm hiểu ngay trong video này. Nếu anh em cảm thấy rằng dăm ba cái giày nô mua tủ chống ẩm là mất công ý, thì các bạn có thể sắm các cái điện thoại có chống nước đơn cử như chiếc Samsung Galaxy S10 cộng tại Saphone S. Đấy, nhà tài trợ của video của hôm nay. Rất mong anh em bỏ ra một phút để xem quảng cáo, click link dưới phần mô tả video để kênh Sốc Hèo kiếm tiền mua sữa cho con nhá. Còn bây giờ là nội dung video của chúng ta. Đầu tiên anh em mình phải hiểu rõ trước độ ẩm cao nó có tác hại như thế nào đối với thiết bị điện tử của các bạn. Và cụ thể ở trường hợp này mình ví dụ trên bàn đây là máy ảnh và ống kính máy ảnh. Chúng ta phải hiểu nguyên nhân và cái ảnh hưởng của nó thì mới có biết được cái biện pháp phòng chống đúng cách. Đầu tiên thì độ ẩm cao nó có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực trên các bộ mạch điện tử. Chẳng hạn như là hoạt động liên tục trong môi trường ẩm có thể làm giảm sự cách điện cho các tụ điện, gây ra hiện tượng phóng điện qua lại, gây chập và cháy nổ. Các cái bóng bắn dẫn ở trên các cái bo mạch nếu gặp phải tình trạng ẩm quá, ngưng động nước thì có thể gặp tình trạng là rò rỉ dòng điện. Và cái đáng sợ nhất là độ ẩm quá cao thì như mình đã nói, nó tạo ra ngưng tụ nước trên bo mạch, khiến những trang thiết bị để lâu không sử dụng. Và khi các bạn bật lên, trên bo mạch nó dính quá nhiều kiểu gọi là không khí ẩm, nó đọng lại các cái hạt sương nước thì chắc chắn sẽ bị chập mạch. Và cái việc các bạn vứt đồ các bạn đi là rất cao. Đó là những ảnh hưởng xấu của độ ẩm cao đến các thiết bị điện tử nói chung. Ngoài ra cũng còn một số thiết bị công nghệ đặc thù khác cũng rất sợ ẩm, đặc biệt là ống kính máy ảnh và cả cảm biến trên máy ảnh nữa. Trên mỗi ống kính thì phía bên trong đều được phủ một hoặc nhiều lớp hóa chất trên thấu kính để chúng ta có thể có được chất lượng quang học cao trên ống kính đó. Và nếu ống kính này được đặt bên trong một môi trường có độ ẩm cao lâu ngày thì sẽ dẫn đến hiện tượng mốc do các vi khuẩn ăn lớp phủ này trên cái lớp kính, và nó gây ra nhiều ảnh hưởng đến cái chất lượng chụp ảnh của ống kính đó. Do vậy, với độ ẩm gọi là trung bình ở không khí Việt Nam loanh quanh tầm 80% thì việc bảo quản thiết bị điện tử là rất cần thiết. Vậy thì chúng ta bảo vệ những đồ dùng điện tử như thế nào? Đầu tiên là tiền đâu? Tiền đây chứ tiền đâu? Thì các bạn hãy đặt những cái món đồ điện tử này, những cái món đồ mà bị nhạy cảm với độ ẩm cao ở nơi khô thoáng. Và thứ nhất là đặt cách tường trên 10cm và cách nền nhà của tầm 60-70cm. Đây chính là khoảng cách an toàn nhất giúp cho thiết bị của các bạn tránh xa được độ ẩm ướt. Cái điều thứ hai nó dễ dàng hơn một chút. Đồ các bạn mua về để làm gì? Để dùng thì làm gì? Đúng vậy, thì hãy bỏ nó ra dùng. Khi mà các bạn bỏ thiết bị ra dùng thì bất kỳ thiết bị điện tử nào nhé thì đều sinh ra một lực nhiệt năng nhất định, bởi vì thiết bị điện tử mà nó phải có pin mà, nó sinh ra nhiệt độ khi mà sử dụng. Thì có nhiệt độ cao thì sẽ không cho độ ẩm nó tích tụ lại thành hạt nước được. Thế nên rằng nếu các bạn sử dụng thiết bị mình thường xuyên thì cái việc chống ẩm nó không quá là quan trọng, bởi vì rất khó để cho không khí ẩm đọng lại được nước ở trên thiết bị các bạn. Thì đó là cách thứ hai, rất là đơn giản thôi, là thường xuyên sử dụng thiết bị của mình. Còn nếu các bạn không dùng thì cũng nên chủ động bật mà 10-15 phút một ngày rồi tắt đi cũng được, để đại khái cho nó hoạt động, nó bay hết không khí ẩm bên trong đi. Còn nhớ ngày xưa ấy, thì có mấy cái tivi CRT, gọi tivi bóng đèn hình ấy, lồi to đùng trông như cái thùng phi ấy. Mấy cái tivi đấy cũng nhẵn bền, kiểu để lâu rồi ẩm ướt nhồm dính hết cả sàn nhà, mà mỗi lần về bật lên kiểu hơi nước bốc lên xong rồi điện phóng lách tách tách, nhưng mà vẫn cứ dùng bình thường chả làm sao, công nhận bền. Cách thứ ba, nếu các bạn không có điều kiện sử dụng thiết bị thường xuyên thì chúng ta cần phải bảo quản chúng bằng cách khác, đó là lau chùi thường xuyên và nhất là trong mùa ẩm, và cất vào trong tủ kín, hoặc nếu thiết bị của bạn nhỏ thì có thể bỏ vào hộp đậy kín lại và cho bên trong đó một số gói hút ẩm mà chúng ta gọi là gói silica gel. Nếu được thì thứ nhất là các bạn nên đầu tư một cái tủ chống ẩm, nhất là đối với các cái máy ảnh và ống kính có giá trị cao, vì những cái món đồ này nó khá là khó tính, khô quá cũng không được mà ẩm quá cũng không tốt. Khi mà bảo quản ống kính máy ảnh và cái máy ảnh nói chung thì chúng ta nên bảo quản ở môi trường có độ ẩm rồi loanh quanh 35-45%,
Thế nên rằng khi mà mình sử dụng cái tủ chống ẩm để mình bảo quản máy ảnh bóng kính thì mình sẽ để ở cái mức khoảng 40% là vừa. Tại sao lại như vậy? Cái câu hỏi này thì mình cũng đầu tiên mình nghiên cứu mình thắc mắc, tại sao lại khô quá lại không tốt? Khô quá càng tốt chứ sao, khô quá thì chúng nó càng đỡ bám ẩm, càng đỡ mốc biết các thứ. Khô quá không tốt anh em nhé. Bởi vì phần lớn ở trong bất kỳ một ống kính máy ảnh hay một cái máy ảnh nào thì nó có rất nhiều các thành phần di chuyển, từ các cái bánh răng, từ các cái thành phần gương lật vân vân mấy mây, thì tất cả thành phần này đều được bôi trơn, có thể là bằng dầu máy hoặc mỡ gì đấy. Thì nếu các bạn bảo quản trong cái môi trường quá khô, hút ẩm quá khủng khiếp thì những cái thành phần này nó sẽ bị bốc hơi bớt và nó không có tác dụng bôi trơn tốt như ban đầu nữa, thì sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của bạn, thậm chí sau này có thể gây ra hiện tượng kiểu kẹt kiếc gì đấy nếu mà nặng hơn. Và đó là lý do tại sao chúng ta chỉ nên bảo quản ở độ ẩm nhất định chứ không nên quá khô. Và khi các bạn chọn mua tủ chống ẩm thì cũng có khá nhiều kích thước tủ cho các bạn lựa chọn, phổ biến chúng ta có từ 30 lên đến tận 500 lít. Đối với nhu cầu cá nhân thì anh em chọn cái tủ từ 30 đến 50 lít theo như mình là phù hợp với đa số, có thể xếp vào 1 đến 2 thân máy và vài ba ống kính tùy loại. Ngoài ra, các bạn có thể bỏ khá nhiều đồ điện tử nhỏ ít sử dụng vào để tránh tối đa bụi và độ ẩm không mong muốn, ví dụ như thẻ nhớ này, ổ cứng di động HDD này, hay là RAM chip máy tính vân vân, những cái gì mà các bạn đang bảo quản các bạn chưa dùng đến. Và cái tip cuối cùng của mình là không nên mở cửa để cho phòng nó thoáng như nhiều nhà vẫn hay làm, vì đây là cách làm sai. Mùa nôm thì ngoài trời độ ẩm cao hơn cả ở trong nhà, thế nên là khi các bạn mở cửa ra chỉ giúp cho không khí nó lưu thông thêm độ ẩm cao vào trong nhà mà thôi. Thay vào việc mở cửa thì anh em phải đóng kín cửa và bật điều hòa nếu cái phòng của bạn là cái phòng studio như của mình, có rất nhiều thiết bị từ đèn đóm, ống kính máy ảnh, thẻ nhớ, body các thứ, thì hãy đóng cửa bật điều hòa nhiều, nó sẽ rất tốt cho camera. Và có một thời gian thì mình ở nhà mình vứt một camera đấy, mình quên mình không mang sang bên studio, và một thời gian sau khoảng tầm 2-3 tháng quay lại thì mốc hết cả cảm biến và lại đem đi vệ sinh rất là mệt mỏi. Thì đó là những cái tips và những cái thông tin muốn chia sẻ với anh em trong video hôm nay. Làm thế nào để bảo quản thiết bị điện tử của mình và đặc biệt là máy ảnh, ống kính các thứ khỏi độ ẩm cao trong cái môi trường nồng, nóng một kiểu nồm ở Việt Nam. Thì hy vọng anh em có thấy video này vui vẻ và thú vị. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ lại một like và bấm subscribe bên dưới. Nếu muốn xem bất kỳ video nào khác thì click vào kênh và xem nhá. Đừng quên bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Cảm ơn, xin chào anh em. Hẹn gặp lại trong các video khác. Peace.